Sáng ngày thứ hai trên núi Cấm. Lát nữa thì gia đình sẽ đi chợ Mây, Hồ Thủy Liêm, ghé chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, vân vân. Đây là chợ Mây núi Cấm. Người ta gọi là chợ Mây, bây giờ chợ này họp từ sáng sớm, khi còn chìm trong sương trong mây. Sáng nay nguyên nhà mình dậy sớm không nổi, bây giờ đi hơi trễ một chút. Bây giờ mọi người vẫn còn họp chợ bình thường. Nhưng mà hết mây hết sương rồi. Lát nữa tụi mình ăn sáng trong này luôn. Món mặn, món chay thì có đủ hết. Sáng trong chợ Mây. Ăn xong thì gia đình đi dạo một vòng Hồ Thủy Liêm. Đầu tiên thì ghé chùa Vạn Linh. Gia đình ghé uống cà phê ở quán Hồ Mây, cặp Hồ Thủy Liêm đối diện với tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Di Lặc bên kia. Dưới này là quảng trường Hồ Thủy Liêm, mới hoàn thành khoảng 1-2 năm nay. Quán trường ở Hồ Thủy Liêm. Bây giờ thì lội qua bên chùa Phật Lớn. Dưới này cá rất là nhiều, lát nữa thì mua thức ăn cho cá ăn luôn.
cho cá ăn thôi. Đây là chùa Phật lớn. Ở đây có bán cá phóng sinh với thức ăn cho cá. Mọi người đang cho cá ăn nè. Đây. Đang cho cá ăn nè. Đừng có bước ra con. Quá trời cá rồi. Quá lớn kìa. Đây là tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm. Vô bên trong rất là mát luôn. Chỗ này người ta đang thu hoạch măng, hái măng ở dưới. Ở đây nè. Cái đường hơi khó đi, bây giờ không có xuống được. Một cái gì bán được nhiêu cân? Dạ, bán ký. Ký nhiêu? Con không biết nữa. Một cái gì nhiêu ký? Tùy theo chứ một bự thì có vài ký cũng có. Mấy ký một hộp. Bên đây có nữa nè. Hiện tại đang mùa măng ở núi Cấm. Bây giờ thì coi người ta thu hoạch măng, một lát thì đi câu cua núi. Hướng dẫn câu cua núi trước. Đây là cần câu cua. Chủ yếu là cây tre rồi gắn dây thun vô đầu thôi. Nè, phú sĩ hướng dẫn cho mấy bé. Cái hang giống vậy nè là nó bóng bóng những cái hang. Ở đây có một cây sầu riêng núi. Trái quá trời kìa, cây khổng lồ luôn. À, đây chủ đất mới lụm sầu riêng nè. Cây rụng. Trời, nãy giờ mình đi dưới cây sầu riêng nữa hả? Ờ, giật mình chứ. Sầu riêng núi. Đi kiếm hàng cua. Thôi, thôi. Đừng có đụng, đừng có đụng. Ủa, bắt được rồi.
chưa có bắt được. Đứa cầm thoải mái nè. Câu được có con một. Đây kìa. Sĩ câu được ấy, chạy. Em. Kìa. Cá luôn rồi. Xe quá cái mấy đứa nhỏ câu không được. Đi. Bé bé càng không có càng. Được con hả? Được con nè. Quốc Anh. Mua sầu riêng núi. Mới rụng nãy nè. Ngủ chưa? Đúng rồi. 80 kg. Kia hết rồi. Hôm nay hết mùa rồi, giờ này gần hết mùa rồi. Cậu nguyên cây trước kìa. Mà nó không chịu rụng. Đợi nó rụng mới được. Đã làm hết hồn tới cái nguyên cây kìa là tốt. Bị Đức Anh coi. Hai trái này nhiêu ký? 2 kg 2. 2 kg 2. 3 kg 2. 3 kg 2. Mua 2 trái sầu riêng. Đức Anh. Chạy xuống bán măng luôn. Chỗ này cũng bán măng luôn. 8.000 một ký. Một cái một măng gì khoảng 3-4 kg. Bây giờ về hôm ăn bánh xèo rau rừng. Buổi trưa nguyên nhà về homestay đặt bánh xèo rau rừng gan. Cái nhiêu vậy? Dạ một cái 25.000 á. Cái 25.000, còn đây là rau rừng. Nhiều loại, không biết tên gì luôn. Cây bứa nè, à, cây bứa. Cây bứa. Còn cây này cây xá xị. Xá xị. Xá xị. Ăn nó có mùi thơm thơm như xá xị mình vậy đó. Còn này các loại có tác dụng trị bệnh đó nè. Rau các loại. Kim thắt. Kim thắt. Kim thắt. Cái này lá lốt. Lá lốt. Cái rau nó chua chua mà nó bè ra tưởng là lá xoài mà không phải là xoài á. Cái anh nói chắc nhằn nhằn quá. Trên đường về thì gia đình ghé quán Sen Khiết ở chân núi Cấm. Nghỉ ngơi sẵn mua sinh tố thuốc nốt ăn và đem về luôn. Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở Tịnh Biên. Tạm biệt mọi người.